Em chào anh Gai, em muốn xây kênh Cuộc Sống Tù Nhân thì làm thế nào ạ? Để họ biết cuộc sống khổ, tù khổ cực, họ không phạm pháp nữa. Anh bình thường thì anh cũng né không muốn phá pháp bảo vệ ra. Anh em mình phải phân tích là những cái người xem này là những người chuẩn bị phạm tội hay là những người mà đã phạm tội xem xong để mà lấy kinh nghiệm để mà đi vào tù nhỉ? Anh sẽ cho em xem cái kênh này. Thế còn ở bên tù, bên Trung Quốc thì nó như nào? Đây, hôm trước anh có xem. Như thế này, anh nói có đúng ý em không? Nào chả thế. Xem thử nhé, anh tìm được luôn. Cái gì anh cũng tìm được mà. Cái chuyện này bình thường. Có đúng em không hả? Linh Linh Hoàng Diệu ơi. Chuẩn nhá, ok, anh xong với câu hỏi của em rồi nhá. Tìm cho một kênh là về tù nhân này, cuộc sống khổ cực ở trong tù này. Đây, chính nó đây em nhá. Em có cần phải ID của nó không? Anh copy cho em luôn. Với cả anh em nào mà đang muốn làm kiểu dạng content theo kiểu dạng mà comedy như này này thì tôi cũng copy cho anh em luôn. Anh em gia nhập bằng cái cách là anh em để, thứ nhất là để cái hashtag nhá, nhớ làm video xong thì để cái hashtag DKGL vào đấy, nó là cái mà nhận diện ra cái group của anh em mình đấy. Đây, tôi in ra lên đây cho các ông xem luôn này, tối nay về mà ngồi xem với nhau. Đây chưa, hay với chưa? Ui em ơi, anh xem TikTok mẹ năm nay là năm thứ hai rồi em. Anh xem TikTok là năm nay là năm thứ hai rồi, thế cho nên anh mới đủ content mà anh ngồi với cả mọi người đấy, chứ không anh làm sao mà hầu được mọi người.